Hello, xin chào anh em, và hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series những vị tướng bị lãng quên. Lần này là sự xuất hiện của một tiểu thư hết sức xinh đẹp, sở hữu một cái thanh kiếm rất là to. Kiếm này vừa to vừa dài nhưng mà khá là cool, chuyên để sát thịt heo và thái rau anh em ơi. Lần này mình sẽ solo kill với chùm đấu trí thay đổi, phá lại bộc phá X. What the hell, trời ơi, tại sao mình có thể là ấn ấn bộc phá lại ấn nhầm hồi máu thế này, trời ơi, trời. Rồi mình sẽ gọi là đợi thanh niên, ấy trời, thanh niên thiên nhiên Thái Lan này nghĩ cái gì nhỉ? Tưởng là thoát rồi, tự nhiên lại đâm đầu vào cái dọi này. Đây là một trận không tưởng chỉ có xuất hiện trong bản tin anh em ơi, chứ anh em đấu danh rồi cao thủ trong bản chính thức thì sẽ level không có chuyện này đâu anh em ơi. Rồi, và hôm nay mình sẽ thông báo các anh em sự thay đổi vị tướng Ashit trong phiên bản cập nhật mới. Chính vậy mình phải vào trong bản test thì mới thấy rõ được cái điều này, bởi vì Ashit sẽ được thay đổi cơ chế anh em ơi, thay đổi cơ chế trong kỹ năng của vị tướng này. Ok, với đó thay đổi như thế nào thì anh em cùng theo dõi nhá. Đầu tiên cái động tại Ashit, mình đánh nhau nhá, búp lớp giáp nào. Và tự nhiên chạy kia. Ở khi máu dưới 80% thì sẽ xuất hiện lớp giáp đây. Lớp giáp này sẽ không có sát thương phép xung quanh nữa, nó bị xóa bỏ cái hiệu ứng đấy rồi. Đầu tiên đã thấy là bị giảm sức mạnh vì không có khả năng gây sát thương phép của cái chiêu nội tại nữa. Thực sự là khá đáng buồn nghe em ơi. Một vị tướng đáng quên lại còn giảm sức mạnh ở cái nội tại như này. Thực sự là rất là buồn. Nội tại của Ashit bây giờ nó bị giảm cái lượng sát thương phép, xóa bỏ cái lượng sát thương phép gây ra. Và đồng thời, rồi, chiêu cuối luôn. Đấy. Nhưng mà rất may chiêu cuối bây giờ các bạn có thể thấy đây, có khả năng gây sát thương chuẩn. Vậy thì chi tiết thế nào thì anh em cùng mình phân tích nhá. Đầu tiên là nội tại nó mất cái sát thương phép, xóa bỏ cái khả năng gây sát thương phép xung quanh ra. Ở cái sát thương phép anh em nhìn thấy đó là cái tìm ứng cơ bớt, chứ không phải là từ cái nội tại của Ashit. Và lượng giáp của cái nội tại thì nó cũng ít đi so với phiên bản hiện tại. Phiên bản mới được giáp cũng bị giảm, nếu anh em nên ít công vật lý. Bởi vì giáp trong phiên bản mới nó sẽ phụ thuộc vào cái chỉ số công vật lý của anh em, chứ không phụ thuộc vào cấp tướng như phiên bản hiện tại nữa. Đấy, và lượng giáp cộng vào theo mình tính toán thì nó sẽ thấp hơn phiên bản hiện tại khá là nhiều. Chính vậy nội tại của Ashit bị giảm sức mạnh. Dù các bạn nên công vật lý nhiều thế nào, nhiều thì cái lượng giáp của anh em vẫn ít hơn so với phiên bản hiện tại anh em ơi. Thực ra thì đã xóa mất cái nội tại gây sát thương phép xung quanh rồi. Cái lượng sát thương phép đấy rất là lớn, bị xóa mất chỉ khá là yếu cho Ashit ở thời điểm đầu game. Vậy thì giảm như vậy rồi thì đánh cái gì nữa? rất là may. Thanh kiếm to và dài của Ashit được tăng thêm sức mạnh. Cái khả năng gây sát thương vật lý ở cái chiêu thứ nhất, cái lượng sát thương vật lý chiêu thứ nhất gần như tăng gấp đôi, và sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái lượng công vật lý của anh em. Nếu công vật lý anh em cao thì lượng sát thương vật lý của chiêu này cũng rất là cao. Đấy là cái sự thay đổi của chiêu thứ nhất, rất tuyệt vời. Chiêu thứ nhất đã được tăng sức mạnh trong khi chiêu nội tại bị giảm sức mạnh em ơi. Chiêu 2 không có gì thay đổi, và chiêu cuối thì lại có thay đổi cơ chế. Thay đổi cơ chế của chiêu cuối đó là xóa bỏ cái hiệu ứng là nếu mà tướng địch ít máu hơn mình thì nó bị làm chậm đi. Xóa bỏ cái hiệu ứng tăng thêm sát thương vật lý khi mà máu của Ashit thấp. Đấy, nhưng bù lại nó được tăng cái khả năng gây sát thương chuẩn khi máu tướng địch ít hơn mình. Đấy anh em ơi, chắc chắn là chết rồi. Chùm đấu sĩ tay đôi gặp chị Ashit cầm thanh kiếm to, dài và đen như thế này thì cười gì mà sánh vai nhỉ. Ok, đấy các bạn thể đấy, solo tay đôi với Omen thì vẫn chiến thắng dễ dàng. Nhưng đó là đầu game thôi, và chiêu cuối của Ashit vẫn như là khi kích hoạt thì sẽ được miễn sát thương trong vòng 2 giây. Và cái lượng sát thương vật lý của chiêu cuối đó phụ thuộc vào cái công vật lý của Ashit rất nhiều. Rồi, một pha mắc lốt thành công và có bùa xanh bùa đỏ xoa hình rất là thơm. Tổng kết lại,
Ở chiêu nội tại bị giảm sức mạnh, chiêu 1 tăng sức mạnh và chiêu cuối thay đổi cơ chế, tăng một chút sức mạnh của chiêu cuối khi mà có khả năng gây sát thương chuẩn lên những mục tiêu ít máu hơn bản thân Archit. Tăng một chút thôi, nhưng mà nếu mà Archit ít máu thì cái chiêu này nó lại không mạnh bằng cái chiêu không mạnh bằng cái chiêu phiên bản mùa trước, bởi vì Archit ít máu phiên bản hiện tại thì nó được cộng thêm sát thương vật lý theo chỉ số mất của Archit, cứ 2% được tăng thêm 1% sát thương, tối đa tăng 50% sát thương của chiêu cuối. Mà sau phiên bản mới sẽ không có cái hiệu ứng này nữa nhá. Đấy. Ở thành ra chiêu cuối có khi nào đó chỉ thay đổi cơ chế một chút xíu thôi, chứ không phải là tăng sức mạnh nữa. Nó tăng sức mạnh khi anh em dùng để kết liễu tướng địch, khi nào máu anh em nhiều hơn tướng địch. Còn nó sẽ giảm sức mạnh khi mà anh em máu ít hơn tướng địch. Đấy. Máu ít tướng địch hơn tướng địch thì vẫn làm choáng, nhưng mà máu nhiều hơn tướng địch thì sẽ không làm chậm nữa, mà chỉ có tác dụng là gây sát thương chuẩn thôi. Đây, phát này gây sát chuẩn này. Mà chém hụt rồi. Một vị tướng này mình nghĩ là sau phiên bản này thì nó sẽ phần chất một đầu sĩ hơn, bởi vì chỉ số giáp này, chỉ số sát thương vật lý của chiêu 1 này phụ thuộc vào công vật lý của Archit rất nhiều. Chính vậy Archit phải lên đồ có công vật lý nhiều thì mới mạnh hơn được. Nếu không anh em lên đồ full tank thì sẽ yếu hơn so với phiên bản hiện tại. Đấy, nghĩa là Archit chúng ta phải đánh theo phong cách chuẩn đấu sĩ. Nghĩa là nhà phát hành Liên Quân Mobile muốn chúng ta đánh Archit phong cách đấu sĩ anh em ơi, chứ không phải đánh phong cách tanker nữa. Khi mà đánh Archit theo phong cách đấu sĩ thì nó sẽ thì khá là mạnh. Ở tổng quát tất cả các sự thay đổi mình thấy thì Archit tôi tự tăng một chút xíu sức mạnh nếu anh em lên đồ phong cách chuẩn đấu sĩ, nhưng mà nó sẽ bị giảm sức mạnh khi anh em lên phong cách full tank. Đấy, một vị tướng đỡ đòn nhưng mà thay đổi này mình thấy là khá là ít và bị đáng quên. Đấu sĩ đỡ đòn bị đáng quên anh em ơi. Chính vậy thì mình sẽ lên đồ Archit trong phong cách rất nhiều công lý. Sau khi lên được cái áo choàng thật ra, mình sẽ lên thẳng cả đánh clear để xem sức mạnh của Archit có bá đạo không, có tăng nhiều không. Ok. Rồi, đâm này, tiêu cố này, Omen chết chắc anh em ơi. Đấy, khả năng kết liễu của Archit được tăng mạnh khi mà máu tướng địch ít nhá. Chất tướng lù đù như thế này thì xuất hiện trong những trận đấu dài, ở những trận đấu danh đỉnh cao thì khá là ít. Những vị tướng kỹ năng sử dụng rất là dễ nhưng mà không cơ động, rất là lù đù thì lại thích hợp cho những bạn đánh danh thấp, rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì kỹ năng dùng rất dễ anh em sẽ có thể nắm bắt được cái chiêu thức của vị tướng và sử dụng thành thạo. Không giống như vị tướng khó đánh, các bạn cần phải luyện tập nhiều. Rồi. Đấy, pha này mình có chiêu cuối này. Anh em này. Rồi. Và chiêu cuối chiêu này. Trịch. Rồi. Đấy, các bạn thể thấy là khả năng kết liễu của Archit nó tăng lên từ tầm mới. Đồ sẽ chuẩn về thiên hướng độc sĩ hơn nha mọi người ơi. Sẽ không nên nhiều đồ thủ như mọi khi nữa. Rồi, một đầm chết luôn Superman. Và Violet có chạy không? Mình sẽ chặn đầu băng trụ luôn. Rồi, vẫn không thể chạy được mọi người ơi. Thực sự đánh trong bản test vẫn chưa thể hiện hết được sức mạnh của Archit. Nếu các bạn nào còn chơi Archit thì hãy phát biểu cảm tưởng nhá. Thực ra thì vị tướng này bị các bạn lãng quên rồi, rất ít bạn chơi. Thì anh em nào chắc chỉ thích cái vẻ đẹp ngoại hình của vị tướng này cộng với thanh kiếm vừa to vừa dài lẫn đen đen ấy thôi, chứ sức mạnh của Archit thì
anh em chắc là không còn yêu thích nữa, bởi vì nó khá ép vế cho những vị tướng cơ động, không giống như là Arthur rồi anh em ơi. Rất may là Arthur được tăng sức mạnh rõ rệt ở cái chiêu thứ hai, còn Atrid thì nó thực ra thì rồi đúng lúc thanh niên ấn bất tử sát tương tay à sát tương kỹ năng của chiêu một bây giờ nó khá lớn, nó không còn bé tẹp teo như phiên bản hiện tại nữa. Ok, như vậy thì video clip mình review cái thay đổi của Atrid. Cảm thấy đi vị tướng này nên phong cách đấu sĩ thì mạnh hơn phiên bản hiện tại rất nhiều, nếu phong cách tanh thì lại yếu hơn phiên bản hiện tại. Ok, video clip đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.